Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh truyền hình Điện Biên, kênh chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay quý vị và các bạn theo dõi diễn biến trước giờ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Cuộc bầu cử Mỹ năm nay được đánh giá là cuộc đua gay cấn nhất trong lịch sử xứ Cờ Hoa giữa hai ứng viên, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump. Dù kết quả có ra sao, dù ai trở thành tổng thống Mỹ thì người đó vẫn sẽ tạo nên lịch sử cho nước Mỹ. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay nếu chiến thắng, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống Mỹ. Còn nếu ông Donald Trump chiến thắng, ông sẽ là Tổng thống thứ hai trong lịch sử giành được nhiệm kỳ thứ hai sau khi thất bại trong lần tái cử đầu tiên. Ông Mark rover chuyên gia về Tổng thống Mỹ của ABC News, phát biểu, Ta thường nghe nói cứ mỗi 4 năm lại có một cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời. Nhưng tôi chắc chắn rằng đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời tôi và có lẽ là quan trọng nhất kể từ năm 1860 khi Abraham Lincoln được bầu và số phận của quốc gia đang ở thời điểm mang tính quyết định. Ông Abe Grover cho rằng tính lịch sử của cuộc đua năm 2024 không chỉ vì lý lịch của bà Harris và ông Trump mà quan trọng hơn là những gì mà nền dân chủ và ngoại giao của Mỹ phải đối mặt. Ông bình luận: "Trong đời mình, tôi chưa bao giờ thấy điều gì khác biệt rõ rệt đến vậy giữa các ứng cử viên đại diện và các chính sách mà họ đề ra." Ông Abdel Grover lưu ý rằng cách tiếp cận của ông Trump đối với các vấn đề này khác biệt hoàn toàn so với mọi nhà lãnh đạo hiện đại khác của Mỹ. Tổng thống Joe Biden tuyên bố tái tranh cử vào tháng 4 năm 2023 và dễ dàng giành chiến thắng ở mọi cuộc bầu cử sơ bộ. Nhưng cuộc tranh luận với ông Trump vào cuối tháng 6 đã làm gián đoạn chiến dịch của ông Biden sau màn trình diễn kém khiến đảng Dân Chủ lo ngại về tuổi tác của ông. Ông Biden rút khỏi cuộc đua vào cuối tháng 7 sau nhiều tuần chịu áp lực từ chính đảng của mình. Ông lập tức ủng hộ bà Harris, người phụ nữ da màu và người gốc Nam Á đầu tiên làm phó tổng thống để thay thế mình. Bà Harris chính thức nhận đề cử sau quá trình bỏ phiếu trực tuyến của các đại biểu vào đầu tháng 8. Trên sân khấu tại Chicago, trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của mình, bà Harris nói rằng họ đang chiến đấu vì tương lai của nước Mỹ. Giáo sư khoa học chính trị Brandon Rottinghouse tại Đại học Houston cho biết, rất hiếm khi các ứng cử viên tổng thống hoán đổi vai trò giữa chừng trong chiến dịch tranh cử. Đây là một khoảnh khắc bất thường trong một cuộc bầu cử vốn đã bất thường. Việc bà Harris được đề cử đã mang tính lịch sử. Nếu bà thắng, đó sẽ là bước đột phá mà Mỹ đã cố gắng đạt được kể từ những năm 1920. Đối với một quốc gia gặp nhiều thách thức về quan hệ sắc tộc, việc đề cử và bầu một phụ nữ da màu là một tiến bộ. Về phía Đảng Cộng Hòa, ông Trump tuyên bố tranh cử lần thứ ba vào Nhà Trắng từ tháng 11 năm 2022. Kể từ đó, ông phải đối mặt với bốn bản cáo trạng hình sự mà một trong số đó đã dẫn đến bản án có tội do một bồi thẩm đoàn tại New York đưa ra. Vụ việc liên quan đến các khoản tiền bịt miệng đã trả cho một ngôi sao phim người lớn vào những ngày cuối của chiến dịch tranh cử năm 2016. Ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo. Ông Trump cũng phải trải qua cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa với hơn chục đối thủ, trong đó có cả cựu phó tổng thống thời chính quyền của mình. Nhưng hầu hết đã rút lui trước họp kín ở Iowa và trong bầu cử sơ bộ, ông Trump đã giành chiến thắng ở tất cả trừ bang. Ông Trump chấp nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa tại Mingoki chỉ vài ngày sau khi bị bắn vào tay trong một vụ ám sát bất thành. Ông Abdel Grover nói, ông ấy là một trường hợp điển hình về tính kiên cường và thách thức, tái xuất bất chấp hai lần bị luận tội, bất chấp sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021. Các vụ án hình sự và việc liên tục bỏ qua các quy chuẩn dân chủ trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống và cả khi là ứng cử viên. Các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tổng thống Mỹ tại hầu hết các tiểu bang, trong đó có bang chiến địa Pennsylvania đã hoàn tất. Một số bang ở Mỹ đã kết thúc bỏ phiếu sớm. Tính đến thời điểm hiện tại theo thống kê, hơn 78 triệu cử tri nước này đã bỏ phiếu sớm trực tiếp tại các điểm bầu cử hoặc qua bưu điện. Giới chức Mỹ đã triển khai một loạt biện pháp nhằm đảm bảo tính an toàn và minh bạch trong cuộc bầu cử tổng thống tại Philadelphia, Detroit và Atlanta. Ba trong số những bang được cho là nơi cựu tổng thống Donald Trump từng khiếu nại về gian lận bầu cử, giới chức trách đã có những biện pháp tránh tái diễn sự hỗn loạn của năm 2020. Còn tại các bang chiến trường như là Arizona, Nevada, Wisconsin và Bắc Carolina, giới chức bầu cử cũng đang gấp rút công tác chuẩn bị cho các tình huống. Điểm đáng chú ý, năm nay tại Pennsylvania, bang có vai trò quyết định nhất trong số 7 bang dao động, tỷ lệ cử tri đi bầu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện tăng mạnh so với năm 2020. Theo Ủy ban bầu cử Liên bang, Pennsylvania có 9 triệu cử tri đăng ký, trong đó gần 4 triệu cử tri đã đi bầu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện. Các cử tri đi bỏ phiếu sớm ở bang này vừa chia sẻ cảm nghĩ về cuộc bầu cử mang tính lịch sử, cũng như tầm quan trọng mà tiểu bang của họ sẽ đóng góp vào kết quả cuối cùng, quyết định ai sẽ là tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước ngày bầu cử chính thức mùng 5 tháng 11 cho thấy Hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris đang ở thế cân bằng khi cùng nhận được 49% số phiếu ủng hộ trên phạm vi toàn quốc. Cuộc đua tại các bang chiến địa cũng vô cùng xích sao. Trong bối cảnh xã hội Mỹ phân cực sâu sắc, thế giới đang đối mặt với hàng loạt những thách thức. Kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng lần này không chỉ định hình cục diện nước Mỹ trong những năm tới, mà còn có những tác động và ảnh hưởng sâu rộng mang tính toàn cầu và khó đoán định bậc nhất thế giới. Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 diễn ra vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 11, với cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris là hai ứng viên chính. Hệ thống bầu cử của Mỹ không cho phép dân chúng trực tiếp bầu Tổng thống, mà thay vào đó là thông qua cử tri đoàn, nơi mỗi bang có một số lượng đại cử tri nhất định và ứng viên nào nhận được ít nhất 270 phiếu đại cử tri sẽ chiến thắng. Cuộc bầu cử này được dự đoán có tính kịch tính cao với nhiều bang chiến trường quyết định như Pennsylvania và Michigan, nơi các cuộc khảo sát cho thấy hai ứng cử viên đang cạnh tranh rất xích sao. Chi phí cho cuộc chiến tranh cử này đặc biệt cao, với dự kiến lên đến khoảng 15,9 tỷ đô la Mỹ, gấp nhiều lần chi phí bầu cử ở các quốc gia khác. Cuộc bầu cử cũng chịu ảnh hưởng của nhiều vấn đề quốc tế, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Ukraine và các xung đột ở Trung Đông. Điều này có thể tác động đến lựa chọn của cử tri. Kết quả bầu cử có khả năng được công bố ngay sau ngày bỏ phiếu, nhưng với nhiều bang sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư, quá trình kiểm phiếu có thể kéo dài. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang diễn ra hết sức gay cấn. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, hai ứng viên đang bám đuổi nhau sát nút với tỷ lệ ủng hộ tranh lệch chỉ khoảng 1%. Cả hai ứng viên đang tập trung vận động tại các ban chiến trường quan trọng như là Wisconsin, Michigan và Pennsylvania ông Trump có lợi thế về các vấn đề kinh tế và nhập cư, trong khi bà Harris được đánh giá cao hơn về khả năng xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn khó dự đoán. Một số chuyên gia cho rằng ông Trump có cơ hội chiến thắng cao hơn, trong khi số khác lại đánh giá bà Harris sẽ giành ưu thế. Thậm chí còn có khả năng xảy ra kịch bản, cả hai ứng viên đều không đạt đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử. Cuộc bầu cử năm nay được dự báo sẽ rất căng thẳng và có thể dẫn đến những tranh cãi sau khi kết quả được công bố. Người dân Mỹ đang rất quan tâm theo dõi diễn biến của cuộc đua này trong những ngày cuối cùng trước khi diễn ra bỏ phiếu chính thức vào ngày hôm nay, mùng 5 tháng 11. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sắp diễn ra, cử tri sẽ lựa chọn giữa cựu tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa và phó tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ. Sự kiện này không chỉ quan trọng về mặt đất nước mà còn có ảnh hưởng lớn đến toàn cầu bởi cả hai ứng viên thể hiện những quan điểm và chiến lược đối lập rõ rệt. Trong những ngày cuối cùng trước bầu cử, cả Trump và Harris đều đang tập trung vào các bang chiến trường quan trọng để thu hút cử tri, với nhiều vấn đề như kinh tế và chính sách xã hội trở thành tâm điểm trong các chiến dịch của họ. Bầu cử năm nay còn ghi dấu ấn lịch sử, nếu Harris đắc cử, bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Nếu Trump tái đắc cử, ông sẽ lập kỷ lục là tổng thống đầu tiên từng bị luận tội nhưng vẫn trở lại. Kết quả bầu cử có thể sẽ không được xác định ngay lập tức do quy trình kiểm phiếu có thể kéo dài, đặc biệt là với số lượng lớn lá phiếu bầu qua thư. Các bang chiến trường như là Georgia và Pennsylvania có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc công bố kết quả. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ còn được coi là có tính lịch sử trên cả một số phương diện khác, chẳng hạn như vì quan điểm của ông Trump và bà Harris thể hiện trong cương lĩnh tranh cử của họ không chỉ khác nhau mà còn trái ngược nhau và tương đồng nhau chỉ rất ít. Ông Trump nay không còn là Tổng thống Mỹ ở thời cách đây 4 năm, trong khi bà Harris không phải là bản sao của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden về quan điểm chính sách và cách thức cầm quyền. Nhìn vào kết quả các cuộc thăm dò dư luận ở nước Mỹ trong thời gian qua và trong những ngày qua, thì bức tranh chung là ông Trump và bà Harris bám đuổi nhau rất quyết liệt và khoảng cách giữa họ là rất xích sao. Ai cũng có thể đắc cử và thất cử, nhưng kết quả thăm dò dư luận ở Mỹ về bầu cử Tổng thống hiện nay không còn đáng được tin cậy nhiều nữa. Cùng với cuộc bầu cử tổng thống vào ngày mùng 5 tháng 11, còn có cuộc bầu cử chọn lại toàn bộ 435 thành viên hạ viện, 34 trong số 100 thành viên thượng viện, thống đốc ở 15 bang và trưng cầu dân ý về một số nội dung cụ thể ở 7 bang. Cứ theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận trong thời gian vừa qua ở Mỹ thì triển vọng thắng cử của phe Đảng dân chủ trong bầu cử hạ viện và thượng viện không sáng sủa bằng của phía Đảng Cộng hòa. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ đầy kịch tính. Cả những tháng ngày sau đấy cho tới khi Tổng thống đắc cử chính thức nhậm chức cũng sẽ vậy, vì ông Trump có thể sẽ không chịu công nhận thất cử nếu bị thất cử. Còn nếu người này lại đắc cử thì sẽ làm cho chính quyền của ông Joe Biden và bà Harris tê liệt trong những ngày tháng cầm quyền còn lại. Dù ai rồi đây trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ thì cả thế giới bên ngoài cũng sẽ bị tác động rất mạnh mẽ với nhiều khác biệt so với ở thời nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden ông Trump chắc chắn sẽ nhanh chóng xóa bỏ hoặc đảo ngược những đường lối chính sách mà ông Biden đã thực hiện. Bà Harris nếu lên cầm quyền, chắc rồi cũng chỉ kế thừa và tiếp nối một số mảng chính sách riêng lẻ, chứ không phải tất cả từ người tiền nhiệm. Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 47 của Mỹ diễn ra hôm nay, với khoảng 170 triệu cử tri sẽ lựa chọn giữa ông Trump và bà Harris. Ba thị trấn ở bang New Hampshire gồm Devin Hat Location và Missfield là những địa điểm đầu tiên mở cửa cho người dân đi bỏ phiếu từ 0 giờ ngày 5 tháng 11, tức 12 giờ theo giờ Hà Nội. Phần lớn các bang bắt đầu mở cửa địa điểm bỏ phiếu từ 6 giờ. Quá trình kiểm phiếu năm nay được cho là sẽ nhanh hơn nhiều so với năm 2020. 4 năm trước, truyền thông Mỹ phải mất 4 ngày sau ngày bầu cử mới xác định được người chiến thắng Năm nay, việc các bang chú trọng yếu tố chính xác an toàn trong quá trình kiểm phiếu có thể làm chậm thời gian công bố kết quả, khiến ứng viên chiến thắng nhiều khả năng sẽ chưa được sướng tên trong đêm ngày 5 tháng 11. Giới chuyên gia nhận định Tổng thống đắc cử chỉ có thể được xác định vào sáng ngày 6 tháng 11 hay vài ngày sau đó.